Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Ở cuối tập trước, sau khi lấy đại hắc miêu ra dọa lui Kim Ô thái tử, thì ở chỗ sâu trong mắt của Từng Trần đột nhiên hiện lên một tia lãnh mang. Kỳ thật, hắn muốn giết chết tên Kim Ô thái tử này thì dễ như trở bàn tay, thế nhưng vì nể mặt đại hắc miêu nên hắn mới không diệt sát tên này mà thôi. Hơn nữa, Kim Ô thái tử cũng coi như có chút quan hệ sâu xa với Từng Trần, khiến cho Từng Trần nguyện ý cho đối phương một cơ hội, chỉ là không biết đối phương có muốn nắm bắt hay không. Nếu như Kim Ô thái tử này dưới tình huống này còn động thủ với mình, vậy Từng Trần không ngại, Hôm nay ăn một bữa thịt kim ô. Kim ô thái tử ngạo nghễ đứng ở chân trời, cả người dũng động thái dương tinh hỏa, ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn ngất trời, khí thế bộc phát ra bao phủ cửa thiên thập địa, kinh sợ vạn cổ thương khung. Thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, phản phất ngay dài. Dưới khí tức thái dương tinh hỏa cuồn cuộn, các tôn giả vạn tộc đều rung động. Mặc dù bọn họ không rõ từng trần và kim ô thái tử nói đến tục cùng là có ý gì, nhưng hành động này của kim ô thái tử sau khi từng trần mở miệng làm cho tất cả mọi người đều hiểu được. Miêu hoàng tiền bối trong miệng tiểu tử chân long tộc kia nói tới tuyệt đối là một người có ảnh hưởng lớn đối với kim ô thái tử thậm chí đối với kim ô tộc cũng có lực ảnh hưởng rất lớn ngay cả hỏa loan thế tử cũng ánh mắt âm tình bất định trong lòng lạnh lẽo hắn cẩn thận suy nghĩ lại không tưởng được trong yêu tộc rốt cuộc có cao thủ gì được gọi là miêu hoàng tiền bối chẳng lẽ là cao thủ cửu mệnh miêu tộc nhưng mặc dù là cửu mệnh miêu tộc thân là hoàng tộc nhưng nhiều lắm cũng chỉ là cùng loại với hỏa loan tộc hắn mà thôi cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hoàng lan kim ô nhất tộc thái tử điện hạ sau lưng kim ô thái tử hai tên cường giả địa tôn của tộc kim ô trầm giọng nhắc nhở ánh mắt bọn họ hừng hực nhìn chằm chằm tân trần không thể kìm nén được lui ra kim ô thái tử trầm giọng nói hắn nhìn tân trần hít sâu một hơi bổn thái tử nể mặt miêu hoàng tiền bối rời khỏi nơi đây tranh đoạt bảo vật quay đầu thay ta vẫn an miêu hoàng tiền bối nói xong kim ô thái tử mang theo cao thủ tộc kim ô trực tiếp xoay người lui xuống bậc thang phía dưới cùng cường giả vạn tộc khác đứng chung một chỗ các hạ nếu cần kim ô tộc ta hỗ trợ cứ việc mở miệng ta có thể thay các hạ ngăn trở cao thủ hỏa loan tộc một lát đồng thời trong đầu từng trần vang lên giọng nói của kim ô thái tử vậy thì đa tả ý tốt của kim ô thái tử bất quá không cần từng trần nhàn nhạt truyền âm nói kim ô thái tử này ngược lại thức thời kim ô thái tử thấy từng trần cự tuyệt nhưng cũng không cưỡng cầu mà lúc này ở bên phía hỏa loan tộc rất nhiều cao thủ nhìn về phía hỏa loan thế tử hỏa loan thế tử cười lạnh một tiếng nếu kim ô thái tử cam nguyện rời khỏi cuộc tranh đoạt của từng trần đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt về phần nguyên nhân kim ô thái tử để ra hắn cũng lười để ý tới hỏa loan thế tử cười lạnh một tiếng lập tức quỷ thiền địa tôn giả ma địa tôn và cao thủ hỏa loan tộc nhau nhau thôi động đại trận tới gần trên bậc thang tôn tôn âm phật hiện lên cao lớn vô cùng âm khí cuồn cuộn tựa như quỷ phật đến từ địa ngục đại trận không ngừng tới gần đài cao muốn cắn bước từng trần chút tài mọn mà thôi từng trần vĩnh khóe miệng một cái không gian quanh thân tự hồ rung động một chút cả người biến mất với một tốc độ không thể tưởng tượng trong nháy mắt xông vào trong đại trận tốc độ của hắn thật sự quá nhanh hoàn toàn không có ai thấy được từng trần làm sao xông vào đại trận vạn tộc tôn giả dưới bậc thang thế thế thì nhao nhao hít một hơi khí lạnh có người không khỏi kinh hãi nói tiểu tử này điên rồi sao không nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi đây lại còn chủ động xông vào trong phạm thiên vạn phật cùng vô thượng giả dạ ma bí trận quả thực chính là tự tìm đường chết nếu bị hỏa loan tộc vây khốn nhất thời ba khắc sẽ bị luyện hóa thành con rối hắn quá liều lĩnh muốn giết ra ngoài cũng không phải như vậy ha 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 tiểu tử này tự tìm đường chết giết cho ta đừng để hắn xông ra ngoài hỏa loan thế tử thì mừng rỡ gầm lên một tiếng trong đại trận rất nhiều cao thủ đều đánh giết về phía từng trần trong đó đầu lĩnh chính là kim cương địa tôn bước chân hắn đạp mạnh mỗi một bước hạ xuống đều phản phất như trời đất rung chuyển giống như một vị mang thần sông tới trên người hắn phun trào bí văn màu vàng thông thiên đây là đại thành kim cương thánh thể đồng thời đại thành kim cương thánh thể của hắn tỏa ra hào quang màu vàng ống diễn hóa ra một người khổng lồ màu vàng mắt trợn trừng ba đầu sáu tay giống như kim cương trợn mắt phạm xứng ra tiếng ầm ầm đồng thời quỷ thiện địa tôn cũng chuyển động ánh mắt âm lãnh thúc giục phạm thiên vạn phật kỳ rót tất cả huyết khí vào trong đại trận một vị âm phật to lớn không gì sánh được lập tức phong tỏa bầu trời lấy khí thế âm sát không gì sánh được đồ sát xuống dạ ma địa tôn cũng đánh tới vô thượng dạ ma bí trận cuồn cuộn lực lượng dạ ma cuồn cuộn bao phủ thiên địa mấy người hỏa loan thế tử cũng nhao nhao xung phong đến nhưng mà trong đại trận từng trần căn bản không có ý đào tẩu chỉ cười lạnh một tiếng chân long chi khí trong cơ thể bộc phát chân lớn hung hăng đạp xuống trong sát na này thân thể chân long quang mang đáng sợ sáng chói từng đạo pháp tắc như tơ quanh quẩn không thôi lấy tư thái vô địch bộc phát thiên địa đều bị một chân to lớn của từng trần che lấp Chính tầng trời băng liệt sao trời hủy diệt cho dù thiên địa lớn hơn nữa cũng không chịu nổi một chân đáng sợ này dưới một kích này long hồn trong cơ thể từng trần đều thúc giục lực lượng cùng cuộn phun trào lực lượng bản nguyên trùng thiên khí tức hỗn độn tràn ngập dưới một chân này vô số âm phật rét lạnh bốn phía nổ tung ngay tại chỗ tản mắt ra quỷ khí vô tận đêm tối vô thượng bí trận kia cũng trong nháy mắt sụp đổ màn đêm đen kịch dưới uy thế của từng trần giống như tuyết trắng mênh mông gặp phải mặt trời nóng rực nhanh chóng bị tan rã bị bài xích bên cạnh từng trần lập tức hình thành một khu vực chân không mà lúc này kim cương địa tôn đã giết tới diện mạo hắn dữ tợn một quyền hóa thành núi cao to lớn toàn thân trải rộng nham thạch kim cương chi khí bộc phát lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đi tới trước mặt tần trần đại địa chấn động lòng trời lỡ đất cú đấm này còn chưa đánh lên người tần trần thì đã có một loại hủy thiên diệt địa có thể ép nát chư thiên nghiền nát tất cả khí thế trên thế gian phương thiên địa này đều đang kịch liệt rung động cút tần trần quát lớn một tiếng trong tròng mắt nổ bắn ra hàng mang một móng vuốt đập xuống mơ hồ có thể thấy được phía trên lưng của tần trần hiện lên một hư ảnh chân long chân long này ngạo khiếu cửu thiên giống như long thần hoàn toàn dung nhập vào trong một trảo này của từng trần một trảo xuất ra long hồn đoạn phịch một tiếng vuốt rồng tản ra khí hỗn độn cùng nắm đấm cự nham tản ra kim quang oanh kích cùng một chỗ trong hư không long thần nguy nga va chạm mạnh với hư ảnh kim cương ba đồ sáu tay kia trong khoảnh khắc trời long đất lở vạn cổ sụp đổ mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời ánh sáng chói mắt khiến tất cả mọi người đều không mở được mắt khắp nơi đều là tiếng nổ long trời lở đất sau một khắc tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong ánh sáng vô tận kia thân thể khổng lồ của kim cương địa tôn bay ngược ra sau toàn thân máu me đầm đìa cánh tay phải của hắn đã vỡ nát xương cốt âm u cục cả cánh tay một quyền kim cương địa tôn lấy đại thành kim cương thánh thể nổi danh vũ trụ trực tiếp trọng thương cánh tay vỡ nát không có khả năng kim cương địa tôn điên cuồng rống lên gương mặt dữ tợn cơ bắp vặn vẹo trong ánh mắt có sự khó tin và phẫn nộ tự nham hóa thân kim cương vô địch trên người kim cương địa tôn khí nham thạch cuồn ngập trời như một vị thần ma hư ảnh kim cương nguy nga sừng sững chấp chưởng vòng trời lập tức thu vào trong cơ thể hắn quanh thân hắn như là tràn ngập một tầng da thịt màu vàng hắn như một con trâu hoang đánh về phía từng trần không biết sống chết từng trần cười lạnh tay phải thò ra vuốt rồng âm u hóa thành một vuốt thiên long cường thế trấn áp đến một trảo cuồng bạo này của từng trần đủ để trấn áp cử thiên thập địa vạn cổ thương khung giống như khai thiên vậy có thể ép sụp chư thiên nghiền nát tất cả một tiếng vang thật lớn trước mắt bao người lòng khí của từng trần đánh ra kim cương chi khí bên ngoài thân đánh vào trên ngực kim cương địa tôn đường đường là cao thủ địa tôn kim cương địa tôn của cự nham tộc lại bị từng trần đánh cho nổ tung tại chỗ máu tươi đầm đìa toàn thân nổ tung cả người bay ra ngoài thân thể nham thạch trên người ầm ầm nổ tung hóa thành vô số mưa máu rơi xuống một màn này khiến tất cả mọi người kinh sợ sắc mặt hỏa loan thế tử khẽ biến thần sắc kinh hãi kim cương địa tôn mặc dù không phải là người có thực lực mạnh nhất trong đại trận của bọn họ nhưng ở trên phòng ngự tuyệt đối là người cao nhất lại bị một quyền của từng trần đánh nổ giết hỏa loan thế tử gầm thét lập tức một loan trưởng lão cùng hỏa loan tộc cao thủ từng cái hóa thân thành đầy trời ánh lửa nhào về phía từng trần từng đạo hỏa quang trên thân một loan trưởng lão cùng cao thủ hỏa loan tộc dũng động đồng thời quỷ thiện địa tôn cũng kinh sợ hắn có thể cảm giác được thực lực của từng trần tăng lên rất nhiều so với trước kẻ này tất xác nếu không sợ là sẽ không có cơ hội giết chết hắn nữa quỷ thiện địa tôn âm khí âm u tính cả giả dạ ma địa tôn cùng hai hỏa loan tộc địa tôn hung hãn đánh về phía từng trần quỷ thiện địa tôn lập tức thi triển thiên vũ bảo luân phong bế cảm giác của từng trần khiến từng trần trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô tận rơi vào luyện ngục vô tận dạ ma địa tôn kia cũng thôi động thủ đoạn của dạ ma âm khí âm u vô thượng dạ ma bí trận kết hợp thủ đoạn của quỷ thiện địa tôn cùng với hỏa diễm cuồng cuộn điên cuồng chém giết về phía từng trần hừ chân lòng cái thế vô thượng kiếm hà trong thân thể từng trần kiếm khí cuồng cuộn bắt đầu khởi động tất cả ý cảnh kiếm đạo lúc trước cảm ngộ được ở khu mộ kiếm dùng dập tuôn ra hóa thành một dòng kiếm hà minh mông cuồng cuộn dòng kiếm vô cùng nặng nề ống ánh minh mông ước chừng có sức mạnh một giới có sức nặng của ước vạn tòa thái cổ thần sơn quét ngang ra ngoài một tiếng nổ lớn vang lên vàng cổ sụp đổ phía dưới con sông kiếm này, hỏa trận vỡ nát, bí cảnh gia bảo luân tạo thành trong khoảnh khắc bị chia năm xẻ bảy, kể cả bí trận vô thượng giả ma kia thoáng cái bị xé nứt. Trong tiếng nổ vang kinh người, đại trận u u băng liệt tại chỗ, từng khối mảnh vỡ từ không trung rơi xuống, mấy người giả ma địa tôn càng bị lực lượng cường đại từ trong trận đánh bay ra ngoài. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, tất cả lực lượng trong đại trận đều bị kiếm hà không ngừng cọ rửa, quét ngang, đánh thành vô tận ánh lửa, cuối cùng ầm một tiếng, cả tòa đại trận sụp đổ mà đám người một loan trưởng lão thì bị đánh bay ra khỏi đại trận máu tươi trên không trung điên cuồng phun ra còn chưa rơi xuống đất từng trần so với thiểm điện còn nhanh hơn gấp 10, đã trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bọn họ người thứ nhất là quỷ thiên địa tôn thân thể của hắn vẫn còn đang rơi xuống từng trần đột nhiên xuất hiện hắn căn bản không kịp phản ứng lập tức bị từng trần quốc bay cánh tay của hắn bị từng trần chặt đứt tại chỗ trong tiếng kêu thảm hư thận hộ oãn còn lại liền bị từng trần cướp đi người thứ hai là dạ ma địa tôn hắn thấy thế hoảng sợ không thôi nhưng đã muộn lôi quan trong cơ thể từng trần bắt đầu khởi động lòng khí cuồn cuộn thi triển ra không gian lĩnh vực tốc độ thật sự quá nhanh cuốn theo kiếm hà cuồn cuộn trong nháy mắt cuốn dạ ma địa tôn vào trong đó ken két thanh âm răng rắc vang lên dạ ma địa tôn ở trong kiếm hà trực tiếp bị xây thành mảnh vỡ xương máu tràn ngập phiêu đảng trên không trung người thứ ba là một loan trưởng lão hắn sợ đến hồn phi phách tán đang muốn tế ra bảo vật của mình lại nghe răng rắc một tiếng hắn vốn chặt đứt một chân căn bản tránh không kịp bị thân thể long hóa của từng trần cứng rắn xuyên thấu qua đụng nát tại chỗ người thứ tư là kim loan trưởng lão cuối cùng hắn cũng kịp phản ứng nổi giận gầm lên một tiếng ta chính là trưởng lão yêu tộc hỏa loan người giết ta khó thoát khỏi truy sát của yêu tộc ta hắn gào thét há mùng phun ra cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm đồng thời cả người trong nháy mắt hóa thành một đồ kim sắc hỏa loan cánh dài hơn ngàn trượng hỏa vũ chấn động muốn phóng lên tận trời thoát khỏi nơi này nhưng từng trần sao lại cho hắn cơ hội rời đi ngọn lửa màu vàng vô tận bao phủ hắn nhưng từng trần dưới ngọn lửa bản mệnh này của hỏa loan tộc lù lù bất động hỏa diễm thanh liêm hỗn độn trong đồ hắn dũng động bản mạng hỏa diễm của hỏa loan tộc căn bản không thể mang đến cho hắn chút thương tổn nào trong ngọn lửa thân thể từng trần chấn động chợt nghe một tiếng long ngâm vang lên, một hư ảnh chân long dài đến vạn trượng đạp kiếm mà đi, lợi trảo hóa thành một thanh thông thiên lợi kiếm, trong nháy mắt chém xuống, trong khoảnh khắc xuyên thủng kim loan trưởng lão trên hư không. Trong hư không, huyết dịch cùng cuộn rơi ra, huyết khí âm u trước mắt bao người, một con chim lửa ngàn trượng bị xuyên thủng, bổ thành hai nửa, rơi xuống bậc thang, hóa thành núi thay biển máu. Một màn này, quá khốc liệt, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm. Thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay cả vô số khí tức tôn giả trên bậc thang cũng tiêu tán vô tung. Trên bậc thang cường giả vạn tộc phía dưới đều rung động nhìn tất cả trước mắt núi thay biển máu rất nhiều cường giả dưới trướng hỏa loan tộc đều bị chém giết mấy đại địa tôn dưới sự liên thủ vậy mà đều bị từng trần diệt đại trần đỉnh cấp cũng không thể ngăn cản bước chân của từng trần vạn tộc tôn giả đều hít thở không thông nhìn thi thể đầy đất này trong lòng sinh ra sợ hãi lấy lịch duyệt của bọn họ đều cơ hồ không cách nào tưởng tượng đó là một cổ lực lượng như thế nào hoặc là bọn họ vẫn không thể tin được tất cả những gì xảy ra trước mắt đều là sự thật đây chính là cao thủ địa tôn hỏa loan tộc a còn có quỷ thiền địa tôn kim cương địa tôn dạ ma địa tôn ai không phải cường giả tiếng tâm lừng lẫy trên chiến trường vạn tộc là một người cầm quyền đại doanh của một quân đoàn lớn uy danh hiển hách lúc này bọn họ đi tới nơi này là vì tìm cơ duyên đột phá thiên tôn tương lai sẽ trở thành vô thượng thiên tôn trong tộc có thể nói bây giờ trong vạn tượng thần tàng có vô số cường giả ngoại trừ uyên hồn địa tôn vạn vẫn địa tôn ảnh mị địa tôn cùng các đại tộc khác bọn họ đã là cao thủ tương đối uy danh hiển hách ở tầng tiếp theo nhưng chỉ một thoáng như vậy chỉ trong nháy mắt tất cả đều vẫn lạc ở đây trong sự yên tĩnh đáng sợ từng trần chậm rãi đi về phía trước thân hình hắn như điện bỗng nhiên đi tới trước mặt hỏa loan thế tử còn sót lại một tay nắm lấy cổ họng hỏa loan thế tử giơ lên cao ánh mắt cao cao tại thượng giống như nhìn một con kiến hôi ngươi còn muốn đối nghịch với bổn tọa tất cả dừng lại mọi người đều nhìn từng trần trước mắt một bàn tay cao cao hoáng vào cổ hỏa loan thế tử đem hắn cả người gác ở không trung tất cả phát sinh quá nhanh lúc này hỏa loan thế tử đã hoàn toàn choáng váng thậm chí phản ứng cũng không kịp hoặc là nói hắn căn bản không có cơ hội phản ứng bởi vì hắn bất quá chỉ là nhân tôn đỉnh phong mà thôi dưới không gian phong tỏa của từng trần ngay cả quỷ thiền địa tôn và các cao thủ đều khó thoát khỏi cái chết huống chi là hắn hỏa loan thế tử hoàn toàn bị dọa cho phát mộng thậm chí là sợ đến tè ra quần hùng phi phách tán hoàn toàn không thể tin được tất cả những thứ này cả người nghe ra tại chỗ từng trần cứ như vậy đứng ở trên đài cao một tay mang theo hỏa loan thế tử dưới chân của hắn là máu tươi cùng cuộn chảy ra cùng thi thể khắp nơi mấy vị địa tôn và rất nhiều người chết đi cuộc chiến này quả thực có thể so với chiến tranh đỉnh cấp của chủng tộc trong vạn tộc chiến trường lần trước hiện tại nhiều sinh mệnh như vậy ngã xuống lại vẻn vẹn chỉ sinh ra trong tay một chân long tộc nhân tất cả mọi người nhìn ngay người tất cả mọi người đều bị chấn động bất luận là tôn giả vạn tộc phía dưới vẫn là tôn giả hỏa loan tộc còn sống sót ở đó kêu thảm thiết toàn bộ mọi người đều đã bị dọa sợ choáng váng kim ô thái tử cũng hít vào hơi lạnh thậm chí cường giả kim ô tộc bên cạnh mí mắt cũng đều cuồng loạn suýt chút nữa bệnh tim bạo phát chân long tộc nhân trước mắt này thật đáng sợ quả thực giống như một vị quái thai nếu như không phải trước đó kim ô thái tử ngăn cản bọn họ ra tay bọn họ thật muốn đi lên sợ là kết cục sẽ không tốt hơn hỏa loan tộc bao nhiêu giờ phút này kim ô thái tử mới biết vì sao từng trần nhiều lần từ chối đề nghị của mình, căn bản không quan tâm tới sự trợ giúp của mình, người trước mắt này lại cần bọn họ trợ giúp, sợ là một mình hắn có thể đồ diệt tất cả mọi người ở đây. khó trách là cao thủ chân long tộc có thể nhận ra miêu hoàng tiền bối. lúc trước khi từng trần xâm nhập đại trận hỏa loan tộc, đám người thậm chí còn cho rằng hắn đi chịu chết, nhưng hiện tại khi mọi người nhìn thấy từng trần cuồng bạo như vậy, hủy diệt đại trận hỏa loan tộc dễ như trở bàn tay, mọi người mới biết được ý nghĩ lúc trước của mình là buồn cười cỡ nào. hình ảnh từng trần một mực chém giết rất nhiều cường giả phương pháp phá trận bá đạo mạnh mẽ như vậy rung động tất cả mọi người đây là cảm giác bạo lực trực tiếp đơn giản kinh sợ tâm linh mọi người may mà hỏa loan tộc muốn chiếm đoạt bảo vật trên người đối phương ngăn cản bọn họ ra tay nếu không bọn họ sợ là cũng phải đối đầu với tần trần mà lúc đó đối mặt với bọn họ chỉ sợ cũng là cảnh tượng như địa ngục giờ khắc này thời gian giống như ngừng lại hỏa loan thế tử phản phất như một con cá rời khỏi mặt nước bị một tay tần trần kẹt lại giữa không trung hai mắt trắng giả hình ảnh tự hồ dừng lại ngay thời khắc này một màn ngày khắc vào trong lòng tất cả mọi người chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người ở đây cả đời khó quên hỏa loan thế tử muốn giải dụa thế nhưng bị từng trần bóp chặt cổ căn bản không cách nào nhúc nhích hai mắt trắng giả thiếu chút nữa là tắt thở hỏa loan thế tử thật vất vả mới thở được một hơi hắn đã bị dọa vỡ mật sợ đến tè ra quần lần đầu tiên cảm thấy tử thần cách mình gần như vậy lần đầu tiên chính thức thưởng thức cảm giác tính mạng nắm trong tay người khác ngươi ngươi không thể làm như vậy với ta hỏa loan thế tử hét lớn ta là truyền nhân của hỏa loan tộc nếu như ngươi dám đụng đến một ngón tay của ta hỏa loan tộc ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ Ngươi đây là đối địch với hỏa loan tộc ta, đối địch với yêu tộc ta. Đến lúc đó, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, đều khó thoát khỏi cái chết. Ở thời khắc sinh tử trước mắt này, hỏa loan thế tử lấy ra thân phận của mình. Hiện tại chỉ có mình hắn có thân phận truyền nhân hỏa loan tộc, có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ này của hắn. Tất cả mọi người nín thở. Mặc dù loại thời điểm này đào ra chỗ dựa dọa người là chuyện rất mất mặt, nhưng với hỏa loan thế tử hiện tại mà nói, thân phận truyền nhân hỏa loan tộc của hắn đã thành công rơm cứu mạng duy nhất. Tất cả mọi người đều hiểu rõ địa vị của hỏa loan thế tử ở hỏa loan tộc tuyệt đối phi phàm giống như kim ô thái tử có thể để cho tộc này phái cao thủ địa tôn thủ hộ tất nhiên không phải chuyện nhỏ có bối cảnh thông thiên hỏa loan tộc là đại tộc yêu tộc là bá chủ yêu tộc đắc tội hỏa loan tộc thật sự có thể đắc tội toàn bộ yêu tộc mà yêu tộc ở trong vũ trụ đó là đại tộc đỉnh cấp thuộc 10 hạng đầu mặc dù là trong liên minh nhân tộc cũng là cùng nhân tộc hợp tác mà không phải là thuộc hạ tất cả mọi người đều tò mò từng trần sẽ làm gì phải biết nếu giết hỏa loan thế tử tuyệt đối sẽ cùng hỏa loan tộc cùng yêu tộc đứng ở thế đối lập thậm chí sẽ chọc tới thiên tôn đuổi giết. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.